kinh hoàng bệnh nhân bất ngờ bốc cháy khi đang phẫu thuật sự việc xảy ra tại một trung tâm y tế langon thuộc trường đại học new york của mỹ khi các bác sĩ đang phẫu thuật một dụng cụ y tế đã phản ứng với oxy có trong phòng tạo ra một tia lửa và dẫn đến một đám cháy lan đến người bệnh nhân nguyên nhân ban đầu được xác định là do nồng độ oxy trong phòng cao hơn so với không khí trong phòng bình thường và được cung cấp cho bệnh nhân thông qua ống thở mũi hay mặt nạ dưỡng khí vụ việc xảy ra đã lâu nhưng theo new york post Mới đây, một báo cáo gần đây điều tra về tai nạn đáng tiếc trong phòng phẫu thuật ở New York năm 2014 đã phát hiện thêm một số thông tin quan trọng. Cụ thể, khi các bác sĩ đang tiến hành phẫu thuật, oxy vẫn được tiếp cho bệnh nhân một cách bình thường. Sau đó, một dụng cụ y tế đã phản ứng với oxy có trong phòng, tạo ra một tia lửa và dẫn đến một đám cháy lan đến người bệnh nhân. Ngoài ra, các nhà điều tra cũng cho biết, sự việc xảy ra do các bác sĩ phẫu thuật và bác sĩ gây mê không hiểu ý nhau. Các bác sĩ và nhân viên phòng phẫu thuật tại Trung tâm Y tế Langon thuộc trường Đại học New York của Mỹ đã bị chỉ trích với những sai sót của họ. Theo báo cáo của Sở Y tế thành phố New York, bệnh viện còn thiếu kế hoạch để ngăn những sự cố tương tự tái diễn. Tuy nhiên, trung tâm y tế này cũng mới đưa ra các quy trình an toàn mới bao gồm thay đổi phương pháp cung cấp oxy cho bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật. Tính đến nay mỗi năm, Mỹ có khoảng từ 550 đến 650 vụ hỏa hoạn xảy ra tại phòng phẫu thuật hầu hết là do nồng độ oxy trong phòng phẫu thuật cao hơn mức bình thường